Ok, Black Friday lại chốt nốt cho anh em con này MK18KHK đây. Ok, hôm nay giảm con này xuống cực kỳ sâu, cắt lỗ bán để mấy hôm nữa về hàng tiếp. Bởi vì là và về hàng thế là phải cắt lỗ để giải tỏa thôi. Con này thì giá mình bán trên web là 26,5. Và hôm nay thì cái giá này Black Friday sẽ là 20 bao nhiêu cho nó vừa nhỉ? 22,5, cắt luôn 4 triệu cho anh em. Đấy. Tình trạng súng mới 100%. Bản CNC nhá, không phải bản thường, bản CNC. Thường là bản CNC nó cao hơn bản bình thường rồi. Bản bình thường là cái này nó là chữ đúc, còn CNC nó là khắc CNC cực kỳ đẹp luôn. Màu rát nó cũng khác một chút. Đấy. Tình trạng mới 100%, không xước một tí gì. Đây bác ạ, đây 26,5 chốt xuống còn 22,5, sale luôn 4 triệu cho anh em, gần như là cắt lỗ rồi đấy. Rồi ok,